Chiều ngày 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức ra mắt trung tâm điều hành thông minh của huyện. Theo đó, từ tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ đã phối hợp với đơn vị tư vấn Viễn thông Lâm Đồng triển khai 5 giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, bao gồm hệ thống phân tích dữ liệu điều hành thông minh IoC, ứng dụng di động kết nối người dân và chính quyền iGoConnect, Đạ Tẻ trực tuyến, số hóa dữ liệu thủ tục hành chính, hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành Office, quản lý thu ngân sách. Triển khai hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành Office, đến nay hệ thống có 537 tài khoản sử dụng gửi nhận văn bản thường xuyên với trên 10.000 văn bản điện tử. Số liệu tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2022, triển khai ứng dụng kết nối người dân và chính quyền Đạ Tẻ trực tuyến, hiện tại đã tạo và phân quyền quản lý cho 373 tài khoản của cán bộ, công chức, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, cơ quan thuộc tỉnh liên quan, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, có 1.029 lượt tải ứng dụng, triển khai hệ thống phân tích dữ liệu điều hành thông minh IoC, đến nay đã tổ chức 3 đợt tập huấn, triển khai sử dụng phần mềm cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Đến nay đã thực hiện số hóa, đưa nội dung số hóa lên hệ thống kho dữ liệu. Số hồ sơ thủ tục hành chính năm 2020-2021 của các phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với tổng số hồ sơ đưa lên kho là 1.846. Phục vụ cho việc tra cứu, sao lưu hồ sơ khi cần thiết, qua đó theo dõi tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, Đạ Tẻ đạt 48%, kế hoạch 60%. Công cuộc đổi mới xây dựng huyện thông minh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là xu thế tất yếu của sự phát triển. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở ban ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ của đối tác VNPT Lâm Đồng, qua hơn một năm triển khai công tác chuyển đổi số và xây dựng huyện thông minh, đến hôm nay kết quả địa phương đạt được tuy mới là bước đầu nhưng đã mang đến những hiệu quả rất quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, sự kiện khai trương đi vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh với 9 hệ sinh thái sẽ tạo nên sự đột phá cho các công tác quản lý điều hành của chính quyền, tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch, thiết lập cầu nối giữa người dân và chính quyền, đồng thời tạo nên một kênh thông tin hữu ích phục vụ cho sự tra cứu của người dân và doanh nghiệp. Kính thưa các đồng chí, những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, xây dựng huyện thông minh của huyện Đạ Tẻ ngày hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, cần có thời gian để đánh giá và dần đi vào hoàn thiện. Trước mắt còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của nhân dân, đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số, xây dựng huyện thông minh trong thời gian tới. Là huyện thứ 3 trên địa bàn tỉnh sau thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương ra mắt trung tâm điều hành thông minh, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ tiếp tục phát triển các ứng dụng trên các nền tảng để phục vụ người dân và doanh nghiệp, cùng với đó xây dựng mạng lưới thông tin mở giữa chính quyền và người dân, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng sống của người dân bằng chính hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.